Kính chào bà con, hồi sáng thì chúng tôi đã có nhổ quá bà con à, xong rồi bây giờ quay lại cái chỗ hồi sáng thì thấy vẫn còn nấm mối nữa bà con. Thì hồi sáng này đi bán á, thì bán ở ngã ba, ở chợ Bến Cát của anh chị, thì đem vào hỏi rất là nhiều sạp. Sau đó thì thấy có một cái sạp cũng bán nấm mối, và họ kêu là họ lấy của người ta, họ bán 400. Thì nói mới đầu thì vô nói bán nấm búp cũng như vậy nè bà con, bán 500, nhưng mà họ trả chỉ có, cuối cùng họ trả chỉ có 300 thôi bà con, và được 1,5 kg hồi trưa này nè. Hồi sáng này chúng tôi nhổ xong rồi đem đi bán thử coi được nhiêu tiền 1 kg nấm búp về, nhưng mà chỉ bán được có 300.000 à bà con, bán ở chợ Bến Cát á. Thì cũng rất là rẻ nhưng mà thấy cũng có tiền nên thôi bán luôn bà con. Nếu bà con có những cái mối mà bán ngon á thì bà con chia sẻ cho mọi người biết để mà có nấm búp này, để mà bán cho nó được giá ha. Còn hồi sáng này chúng tôi nhổ xong rồi đem đi bán thì chỉ có được có 300.000, 300.000 một ký ha. Mà nó búp vậy nè bà con, giá 300 thì cũng quá rẻ, nhưng mà thôi để người ta mua về rồi người ta bán lại người ta cũng có lời. Cái này chỗ sáng chúng tôi quay rồi cho cô bác anh chị đó, sáng có nhổ đó còn giấu đó. Rồi tối quay lại cái chỗ này nữa thì vẫn còn sót mấy chỗ mà nó chưa mọc lên á, tức là nấm nó mà nó có cái meo nấm thì nó mọc lên liên tục á, khi nào hết thôi, hết cái chỗ mà meo thôi, có đầy đủ điều kiện thuận lợi là nó mọc lên hết á bà con. Nó mọc bất kể giờ nào, cái này hồi 4 giờ sáng hôm qua nha, hôm nay chứ, 4 giờ sáng hôm nay. Xong rồi quay trở lại, bây giờ khoảng là 8 giờ tối rồi. Chúng tôi quay trở lại hồi 2 lần, ơi 3 lần, lần này là lần thứ 3 nè. Thì vẫn còn thấy nấm nha. Để kiếm một lát nữa coi có không nha bà con. Cái này nếu mà chắc ăn thì khuya mình đi đi lục lại một lần nữa bà con. Khuya nay thì bà con hiện giờ thì cũng có rất nhiều bà con đang đi kìa tìm nấm mối á. Thì trong đêm nay bà con cũng chịu khó đi tìm ha. Đêm nay là ngày ngày bao nhiêu ta, ngày 30, ngày 30 tháng 5 á bà con. Ngày mai là chắc là bước qua tháng 6 rồi, không biết là có bao 31 không nữa. Để giờ tính lại bà con. Rồi tháng 1 là 31 nè. Tháng 1 31, tháng 2 là 30. Tháng 6 à, tháng 6 là coi để tính nha bà con. 1 2 3 4 5 6. Vậy là tháng 6 không có 30. Không có 31. Tháng 6 không có 31 bà con. Nó núp ở trên lá đó. Khi mà mình thấy là nó nhô lên là coi như là muốn tàn rồi. Rồi như vậy là chắc hết rồi bà con. Video đến đây thì chúng tôi cũng xin tạm ngưng ha.
để khi nào có nấm mối nữa thì chia sẻ cho bà con tiếp tục.